chiều về xe cổ đóng đúc ghê chưa. Ôi rồi ơi, công ty Việt Nam sông Nam sông Hương gì à, đó một buổi chiều về nữa tại thành phố Huế, chúng ta cùng đang qua các con phố. Đây là phố Nguyễn Huệ, giao lộ Nguyễn Huệ và những cái ngõ kiệt này để có thông lưu sâu được không. Chúng ta cùng đi lòng vòng nha bà con mọi người. Kiệt 86 Nguyễn Huệ. À, em vui bữa nay cũng thích đưa bà con mọi người đi lòng vòng cả cái ngõ kiệt lắm. Gì đường đi lối Phan Đình Phùng được gì? Dạ. Dạ. Không hả? À dạ ngõ cục hả? Ở đường ngã đỏ thế hả? À dạ. Dạ 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 cảm ơn chị. À đây là số 10 kiệt 86 Nguyễn Huệ ngọt cục rồi. Cục rồi thì ra. Dạ. Ngọt cục ngọt cục. À lúc này tối tăm ghê chứ. Ồ đây nhà lâu nhà đồ kia. Còn nhà to thì đúng là nhà ở phố mọi người. À, đừng rải vào một cái ngọt kiệt thông lưới Phan Đình Phùng mà không được rồi. Không thông được. Không được con cái kiệt nào được không. Kiệt 86 lưới lại. À để đưa mọi người đi cho hết biết đường chứ. Thôi ở Huế mà ít đi quá thì cũng không biết đường nào là đường nào luôn. Đây là cực kiệt 290 tán kèo ngọt cục rồi. Dạ yeah. Lộn đường rồi. Ở đây có thống lưới Phan Đình Phùng đứng bác. Dạ chưa đi. À dạ 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 cảm ơn bác. Dạ cảm ơn bác. À đây kiệt này cũng vong thông ra kiệt té thôi chứ cũng không thông ra được Phan Đình Phùng. Dạ ngày mưa lạnh nữa bà con đi lông vong đi ba cái ngõ rồi vẫn thông được ra Phan Đình Phùng mọi người. À đi cho biết. Ồ trong đây vẫn còn quảng xã ra trong này hàng quán đồ nằm trong đi. À ra là cái chỗ bảo mình cánh lúc này hỏi đó. À không bên kia ngân hàng. À, ra là ngay điện lực. Đó, một ngày lòng vòng ngoan ngoèo cùng yên với nhau mọi người. Đó, đi để biết để thấy sự Huế bây giờ đổi mới như răng. Đó đây là cái ngã tư giao lộ Lý Thường Kiệt Nguyễn Huệ, đông đúc người ta đi làm về 5:30 chiều. Đó cùng đi đi tìm cuộc sống bà con khổ khó trên đường cùng em vui thì nhà. À, cũng hành trình như vậy một bữa quay. Nơi nào có người khó nơi đó có chúng ta ngang qua. Ồ đồng hà công ty điện lực Nam Sông Hương mặt trước mặt sau đường Phan Đình Phùng và đường Người Huệ có cái mái to nở hết rồi. Đó, Tết đi công ty hay là nhà cửa mái vàng được ngọ là hình như không có hoa nữa đâu mọi người.
kẹt xe tại cầu Khó Ren. Đó, cầu Khó Ren. Họ kẹt xe nữa. Giờ người ta đi làm về á. Dạ. Ô tô, xe máy. À, Nhi đi đi kẹo xe về đó. Nhi là rất là quen. Nhi làm việc một ngày á. Ra tiền lắm. Nhi kẹo xe cạc xe xi măng cho họ. À, hôm bữa đã gặp nhiều lần rồi. Dạ. Bây giờ mà con làm những nghề đó mà có sức luôn. Khó gặp lắm á. Dạ. Thì bây giờ toàn xe cổ, xe máy không thôi. Mà con thấy hình ảnh những người mà kéo xe tải á, xe vận tải kéo tải á mọi người, rất là hiếm. Nhưng mà chính những người đó rất là mạnh khỏe. Những buổi từng gặp là người ta kéo đi rất là khỏe luôn. Và cực nhọc thì cũng bù lại, cũng tiền cũng được chạy công. Ngày kiếm đối 300. Dạ. Rồi, cuối cùng cũng là lòng vòng ra phía Phan Đình Phùng đấy. Phan Đình Phùng thì cũng hiền hòa. Một bên con sông An Cừu. Đây có cái phụ Tùng Thiền Vương mọi người. Kiệt tạp. Những cái kiệt này không thể thông ra được Nguyễn Huệ. Đó, em vui cùng muốn đi ngang qua những cái ngõ kiệt mà nó thông qua đường này đường kia để cho mọi người biết mà. Có nhiều cái ngõ kiệt nó ngõ cục rồi. Dạ. Cho nên không thông ra được. Một buổi chiều nữa chúng ta tiếp tục thăm Huế. Đường mà đường Hai Bà Trưng thì đang làm này. Còn đi chưa tắt đường chưa. Đồ kia là người ta trần đường này. Đây còn lại những cái lốp cột xưa đấy mọi người. Và núi đường Hai Bà Trưng, đường Phan Đình Phùng. Đó, đèn. Đèn điện đường là sáng hết rồi. 5:30 chiều. Tối sâm rồi. Dạ. Yeah. Đi để cảm nhận cái mưa, cái lằn ở Huế. Cùng tìm hiểu với những cái cuộc sống trên đường. À, mà mấy buổi chiều hôm nay em vừa đi hình như không gặp bà con. À, cô dì chú bác cực khổ đi làm ăn trên đường. Thì chắc cũng là vì sức khỏe. Chiều tối thì nên ở nhà vì mưa lạnh. Dạ. À, hy vọng bữa sau đi sớm hơn thì sẽ gặp những cái hoàn cảnh nào thì em vui sẽ thay mặt các nhà hảo tâm tặng quà. Dạ. À, đi lên ngắn đi, chật quá. Chật quá là cuối cùng đi lên ngắn. À, nhà thờ Phú Cam. Phú Cam. Dạ. Cầu. Rồi, chúng ta tiếp tục bên con sông An Cừu với đường Phan Chu Trinh. À, không biết trong màn hình này mọi người thấy có rõ không, như giờ này là tối đó đó. Dạ. Thì ngoài này là thấy đèn điện thì sáng sáng dói dói thì đang chập tối, giờ này gọi là giờ chàng vàng á. Ta thấy nó cũng lo lo à. Được trong màn hình mọi người thấy có rõ không? Bên kia chờ bệnh ngư. À, đi bên đi mới thấy bên kia sáng rực luôn dưới buổi tối. Nếu như đường không chật thì chúng ta lúc nào cũng đi ngang phía bên kia để thấy cái quang cảnh chờ bệnh ngư chiều đi. Yeah. Thôi thì đi bên này ngắm bên kia. Đó, hàng quán bây giờ có nhiều hàng quán đẹp lắm. Người ta đầu tư, chiều đầu tư làm hàng quán rất là đẹp, phục vụ cho khách bây giờ nhu cầu ăn uống. Và
đến đây cầu Bình Ngư cũng kẹt xe luôn. À, đi mô rồi kẹt xe cả qua ngã tư ngã ba. Thì giờ người ta đi làm lồng vé và rồi lồng đầu tưới đuôi lồng. Mưa không lớn mọi người, mưa thì cũng phảng phất thôi, dạ đủ ướt nhưng mà lần gọi là cái lần mưa réo rắc á, dạ tình hình sự về chiều hôm nay là như vậy. Tại một buổi chiều chúng ta gặp nhau trên các tuyến đường Huế ngang qua phố chợ, dạ hy vọng mà mọi người cũng thấy thú vị khi xem video của em vui. Dạ một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo nha. Dạ khi xem mọi người đừng quên nhấn like, chia sẻ cũng như đăng ký kênh để ủng hộ. Dạ em vui xin chào, hẹn gặp lại mọi người.